Cô gái đi đến thì nhìn thấy ông anh này đang cố cậy cửa xe, bà tính đá cho một cái nhưng suy nghĩ lại gọi anh kia để bàn bạc kế sách. Đưa cho cô ấy 200 tệ thì cô ấy sẽ giúp anh kia mở cửa nhưng anh kia trả giá xuống 100 tệ bà cũng đồng ý luôn. Sau đó thì lấy cái chìa khóa ra mở cửa theo đúng giao kèo, anh trai kia lúc này mới tá hỏa bỏ chạy chuồn lẹ không tí lại lên phường uống nước chè đấy.